Trân trọng kính bạ chào quý ông bà và toàn thể anh chị em đã cùng đến với Chúa trong thánh lễ chiều tối Chủ nhật hôm nay. Lịch công giáo trong tuần hôm nay là Chủ nhật 18 tháng 10 năm 2020, Chủ nhật thứ 29 mùa thường niên. Thứ hai 19 tháng 10, Thánh Gioan Berebop linh mục, Thánh Isaac Zoser linh mục và các bạn tử đạo lễ nhớ. Thứ ba 20 tháng 10, Thánh Phaolô thánh giá linh mục. Thứ năm 22 tháng 10, Thánh Gioan Phaolô đệ nhị giáo hoàng. Thứ sáu 23 tháng 10, Thánh Gioan Capestrano linh mục. Thứ bảy 24 tháng 10, Thánh Anton Maria Claret giám mục. Và Chủ nhật đến là 25 tháng 10, Chủ nhật thứ 30 mùa thường niên. Sau đây là những lễ đã được xin, vậy chúng ta hiệp những lời cầu nguyện cho những người đã xin lễ và theo các ý chỉ như sau. Một người xin lễ cầu cho linh hồn Tô Ma Thiện, Vĩnh Thừa, Maria Anh, An Tôn Thịnh và một lễ cảm tạ cho mẹ con được bình an. Một người xin lễ cầu cho ba linh hồn Anna, một lễ cầu cho linh hồn mồ côi. Một gia đình xin hai lễ, một lễ cầu cho linh hồn Maria Nguyễn Thị Ái. Một người xin lễ dỗ cầu cho bà nội là linh hồn Maria. Một người xin lễ tạ ơn Chúa Đức Mẹ Thánh Giuse. Một lễ cầu cho linh hồn Ine Teresa Anton, Anna Maria, Maria Lucia, Anna Mary Bernadette. Một lễ cầu cho các linh hồn nơi lửa luyện ngục, các linh hồn mồ côi, các linh hồn thường cầu. Một lễ xin cho thế giới sớm thoát dịch bệnh và sống bình an trong ấm no. Xin Chúa chúc lành cho ngày bầu cử sắp tới được thành công. Một lễ xin cho gia đình được bình an, sức khỏe tốt đẹp và công việc được luôn thành công. Một gia đình xin lễ cầu cho linh hồn Thomas mới qua đời bên Texas. Một người xin Chúa và mẹ Thánh cả Giuse một lễ cầu ban cho con trai con đi làm xa được bình an và khỏe mạnh và cho con trai nhỏ được học hành tấn tới. Một người xin lễ cầu cho gia đình được bình an và một lễ cầu cho con trai đi xa được bằng an. Một người xin lễ cầu cho linh hồn Phêrô vừa mới qua đời. Một người xin lễ cầu cho linh hồn Phêrô, linh hồn Tô-ma và một lễ cầu cho các linh hồn và một lễ được cầu bình an. Và kính thưa cộng đoàn Thiên Chúa, để thánh lễ được tôn nghiêm và rất sáng kể từ giờ phút này cho đến cuối thánh lễ, xin vui lòng đừng sử dụng cellphone. Và giờ thiêng liêng của thánh lễ bắt đầu, xin mời cộng đoàn Thiên Chúa chúng ta cùng đứng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em và ở cùng Cha. Cùng với toàn thể giáo hội, ngày hôm nay chúng ta mừng Khánh Nhật Truyền Giáo. Chúng ta cầu nguyện cho chương trình truyền giáo mỗi ngày được lớn mạnh. Chúng ta không thể truyền giáo ở khắp nơi như các nhà truyền giáo, nhưng chúng ta cũng có thể làm truyền giáo ngay trong đời sống gia đình, ngay trong giáo xứ, ngay nơi sở làm và môi trường chung quanh của mỗi người. Giờ đây chúng ta hãy nhìn nhận lại những lỗi lầm, những thiếu sót, xin Thiên Chúa rủ lòng xót thương, ban cho chúng ta ơn tha thứ để chúng ta xứng đáng cử hành thánh lễ này. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh
và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta về cõi trường sinh. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khấn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao. Cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin tạo cho chúng con một tấm lòng trung tín và quảng đại, để chúng con nhiệt thành phụng sự Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Trích sách tiên tri Isaiah. Đây Chúa phán cùng Sai-rô, kẻ sức dầu của Chúa, mà ta đã cầm tay hữu nó để bắt các dân suy phục trước mặt nó, bắt các vua quay lưng lại, mở các cửa trước mặt nó và các cửa không được đóng lại. Nhân vì Gia-cóp tôi tớ ta và Israel kẻ ta kén chọn, ta đã gọi đích danh ngươi, ta đã kêu gọi ngươi khi ngươi không nhận biết ta. Ta là Chúa và chẳng còn Chúa nào khác. Ngoài ta ra, không có Thiên Chúa nào nữa. Ta đã thắt lưng cho ngươi khi ngươi không nhận biết ta, để các kẻ từ đông sang tây nhận biết rằng ngoài ta ra, không có ai khác. Ta là Chúa và chẳng có Chúa nào khác. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Hãy kinh tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang. Hãy kinh tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang. Hãy ca mừng Thiên Chúa bài ca mới. Hãy ca mừng Thiên Chúa, hỡi toàn thể địa cầu. Hãy tường thuật vinh quang Chúa giữa chư dân, và phép lạ người ở nơi vạn quốc. Hãy kinh tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang. Vì Thiên Chúa, người hùng vĩ và rất đáng ngợi khen, người khá uy hơn mọi bậc chúa tế, vì mọi chúa tế của chư dân là hư ảo, nhưng Thiên Chúa đã tác tạo trời xanh. Hãy kinh tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang. Hãy kinh tặng Thiên Chúa, hỡi người chư dân ba tánh. Hãy kinh tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang. Hãy kinh tặng Thiên Chúa vinh quang xứng với danh người. Hãy mang lễ vật tiến vào hành lang nhà Chúa.
Hãy kính tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang. Mặc lễ phục thờ lạy Thiên Chúa, toàn thể địa cầu hãy run sợ trước thiên nhan. Hãy công bố giữa chư dân rằng Thiên Chúa ngự trị, người cai quản chư dân theo đường đoan chính. Hãy kính tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang. Khởi đầu thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thessalonica. Phaolô, Silvano và Timotheo kính gửi giáo đoàn thành Thessalonica trong Thiên Chúa Cha và trong Chúa Giêsu Kitô. Nguyện chúc cho anh em được ân sủng và bình an. Tôi hằng tạ ơn Thiên Chúa cho mọi người anh em. Trong khi tôi cầu nguyện, tôi hằng nhớ đến anh em không ngừng. Tôi nhớ đến sự nghiệp của lòng tin, công việc của lòng bác ái và vững lòng trông cậy của anh em vào Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta. Hỡi anh em là những người được Thiên Chúa tuyển chọn, yêu mến. Hỡi anh em là những người được Thiên Chúa yêu mến, tôi từng biết anh em được Chúa tuyển chọn, bởi vì tin mừng của chúng tôi ở nơi anh em. Không phải chỉ với lời nói mà thôi, mà là với quyền năng, với thánh thần và với lòng xác tín. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Alleluia, Alleluia. Chúa phán, con chiên ta thì nghe tiếng ta, ta biết chúng và chúng theo ta. Alleluia, Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, các người biệt phái họp nhau lại bàn mưu để bắt bẻ Chúa Giêsu trong lời nói. Các ông sai môn đồ của các ông đi với những người thuộc phái Herode đến nói với người rằng: Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là người ngay chính, căn cứ theo sự thật mà dạy, bảo đường lối Thiên Chúa, thầy chẳng cần để ý đến ai, vì thầy không tay vị người nào. Vậy xin thầy nói cho chúng tôi biết, thầy nghĩ thế nào? Có được phép nộp thuế cho Cesare hay không? Chúa Giêsu thừa hiểu ác ý của họ nên nói: Bọn người giả hình, các ông gài bẫy ta làm gì? Hãy đưa ta xem đồng tiền nộp thuế. Họ đưa cho người một đồng, và Chúa Giêsu hỏi họ: Hình tượng và danh hiệu này là của ai? Họ thưa rằng: Của Cesare. Bây giờ người bảo họ rằng: Vậy cái gì của Cesare thì hãy trả cho Cesare, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Vào cách đây khoảng chừng một năm, hơn một năm, vào một buổi tối sau khi ăn tối ở một gia đình, thì tôi mới đi ngang qua một cái khu, lái xe đi ngang qua một cái khu chung cư. Và khi đi ngang qua thì thấy nó hơi tối, thì ra mình cũng muốn đi ngang qua cho thật nhanh.
Nhưng mà khi ngang qua thì nhìn thấy ở bên cái khu parking thì tự nhiên thấy có một cái chiếc xe van, cửa thì nó mở. Xong rồi ở dưới đất thì một cái ông này nằm, mình cứ tưởng là cái ông này ông đang sửa thay nhớt chăng. Nhưng mà thấy ông có vẻ ông rên rên. Rồi mình định là thôi chắc như không biết không có cần mình giúp hay không, hay là ông này ông cũng giả vờ hay là như thế nào mình không biết được. Thế là đang định tâm là đi ngang qua luôn. Nhưng mà rồi nghĩ đến cái câu chuyện người Samaritano nhân hậu, thành thử ra con bảo chứ thôi bây giờ mình dừng lại, đậu cũng liều đại lừng lại, tại vì tối cái khu này tối nghi cũng nguy hiểm. Nhưng mà thôi mình cũng dừng lại, liệu mình xuống coi xem sao. Thì khi đi xuống mới hỏi do you need help, thì cái người đàn ông đó to con, thật là to con, mập một chút, thì bảo chứ yeah, of course I need help, dĩ nhiên là tôi cần giúp rồi. Thế là bắt đầu mình mới cố gắng kéo ông lên, nhưng mà ông to lắm, không thể nào khiêng nổi. Ông nằm sấp xuống như thế này, ông nằm xuống sấp xuống trên cái khu parking. Thế rồi không biết là trở tay như thế nào thì tự nhiên có một cậu bé thanh niên Mỹ đen lái xe đạp đi ngang qua cái chỗ đó. Mình đang run bởi vì là còn là Mỹ đen nữa, thành thử ra cái đầu óc của người Á Châu mình cũng hay cứ nghĩ là thành kiến là Mỹ đen là gangster, phải không ạ? Thì mình cũng run run lo lo, nhưng mà trong đầu mình nghĩ ô bây giờ mình đang cần giúp, cho nên biết đâu cái người này tốt thì sao. Thì mình cũng tự cái phản ảnh tự nhiên của mình đó, là mình bản tính tự nhiên mình la lên help help. Thế là cái anh chàng này đang đi xe đạp đi ngang qua, anh bỏ cái xe đạp xuống một cái, anh chạy lại anh help. Cái mình bị ồ cái anh này tốt thật, bên đầu mình trong đầu mình cứ nghĩ Mỹ đen là không tốt. Hóa ra anh chàng này đừng dừng lại, bỏ hết tất cả phụ mình lên, đứng lên. Khi mà đứng lên được rồi thì hỡi ơi, tưởng cái người đàn ông này là ai, thì ra là ông cha Dick Kennedy, trước đây là cha sở của nhà thờ Barbara. Rồi ông về hưu ở khu đó, rồi cũng cách đây khoảng chừng hơn cũng một năm, thì khoảng chừng vài tháng sau đó thì ông qua đời. Thì ngài qua đời bị bệnh ung thư chứ không phải bị té hôm đó. Nhưng mà nếu hôm đó mà mình không giúp hay là như thế nào đó thì hôm đó như thế nào. Muốn kể cho quý vị cái câu chuyện đó là bởi vì mỗi một người chúng ta là người Kitô hữu, chúng ta có nhiều lúc chúng ta khó quyết định lên lái đi lấy xe đi ngang qua luôn hay là nên dừng lại để giúp cái người này. Có những lúc chúng ta không có biết là phải giải quyết như thế nào, tại vì chúng ta cũng phải bảo vệ cho mình nữa chứ, lỡ cái người này là cái người ăn cướp thì sao. Nhưng mà lương tâm của mỗi người chúng ta là phải làm gì? Cái món quà mà Chúa ban cho tất cả mỗi người chúng ta đó chính là cái lương tâm. Chính là cái lương tâm của mỗi một người. Cái chữ lương tâm là cái tâm từ trong tâm hồn đáy lòng của chúng ta khuyến khích chúng ta phải làm một cái gì đó gọi là lương thiện. Phải làm một cái gì đó là tốt. Phải giúp đỡ tha nhân. Phải lương tâm của mình nó như thế nào. Tôi nghĩ lại cái câu chuyện mà từ trong phòng mới nhìn ra thấy có một cái anh chàng này gần độ ngồi xa thật là xa. Bắt đầu cái đến cái lúc mà thu tiền thì anh ta cũng lấy cái bóp ra, cũng cầm ra một vài tờ đồng. Xong rồi thấy cái lúc dâng lễ các cha làm nhanh lắm, rồi hát có một vài câu vậy thôi. Thì cái người mà truyền cái rõ đó chưa tới tận nơi, thì khi mà gần đến nơi ăn rồi thì cha bắt đầu chúng ta hãy cầu nguyện. Thế là bắt đầu cái người đã phải quay mặt đi. Thì cái anh chàng này thay vì chạy lại đưa thì anh chàng không muốn tiền của tôi, thôi thì bỏ vào, tôi đút vào túi bình thường đi lễ. Chúng ta thấy mỗi một người chúng ta đều có một cái lương tâm. Lương tâm của chúng ta có những lúc bị cắn rứt bởi vì chúng ta làm một cái gì đó sai. Khi mà chúng ta la mắng con cái một cái là chúng ta hối hận lại, cái lương tâm của chúng ta lại bị cắn rứt. Nhưng mà cái lương tâm của chúng ta khuyến khích khi chúng ta làm một cái việc bác ái gì xong một cái tự nhiên chúng ta cảm thấy nó thoải mái, nó nhẹ nhàng. Chúng ta đã giúp ích được cho đời, cho người, cho giáo hội một cách này, cách khác. Cái lương tâm nó rất là quan trọng. Lương tâm là một món quà mà Thiên Chúa trao ban cho tất cả mọi người chúng ta, nhất là những người Kitô hữu. Bài phúc âm mà chúng ta vừa nghe ngày hôm nay cũng vậy đó. Người ta, Pharisêu biệt phái cũng bắt bẻ Chúa Giêsu để hỏi điều tra của Chúa Giêsu giải quyết như thế nào. Nếu mà nộp cho César thì là bỏ Thiên Chúa, mà nếu mà theo Thiên Chúa thì lại bỏ cái quyền lợi, cái bổn phận của một người công dân, đằng nào cũng bị sai. Thế là Chúa mới giải quyết
trả lời họ, Chúa biết ý định hắc hiểu ha ác ý của họ, cho nên Chúa đã đưa ra một cái giải quyết dựa vào cái lương tâm. Lương tâm của mỗi một người chúng ta phải làm gì? Lương tâm của Caesar thì trả lại cho Caesar, nhưng mà những cái gì mà của Chúa, tất cả những gì chúng ta có mà làm chủ mà là của Chúa thì chúng ta hãy dành lại cho Chúa. Bài phúc âm ngày hôm nay cũng giúp cho tất cả mọi người chúng ta hãy dùng cái lương tâm của mình, nhất là trong những ngày này chuẩn bị bước vào cái cuộc bầu cử, lương tâm của chúng ta phải giải quyết như thế nào. Xin mọi người chúng ta cùng đứng để tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta. Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Sio Philato, người chịu khổ hình và mai tang, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, để công việc rao giảng tin mừng cho các dân tộc trên thế giới của toàn thể hội thánh được đạt nhiều thành quả, chúng ta hãy cùng hiệp ý dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện xin. Chúng ta cùng cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo của giáo hội được mỗi ngày một phát triển, để những ai đón nhận tin mừng với đức tin và đức mến được thần khí Chúa biến đổi cuộc sống của họ trong Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa, xin Chúa nhậm lời chúng con. Xin Chúa hướng dẫn cho người dân Hoa Kỳ biết bầu chọn cho những ứng cử viên tổng thống biết kính sợ Thiên Chúa và lo cho công bằng xã hội và lợi ích chung cho tất cả mọi người. Chúng ta cầu xin Chúa, xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin Chúa nâng đỡ và ban đầy nghị lực cho các nạn nhân bão lụt tại miền Trung Việt Nam, để họ có được sự trợ giúp và sớm vượt qua những khó khăn mà họ đang phải gánh chịu. Chúng ta cầu xin Chúa, xin Chúa nhậm lời chúng con. Xin cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta biết khôn ngoan phân định các giá trị cuộc sống dựa trên những tiêu chuẩn tin mừng, để dứt khoát chọn lựa lối sống đẹp lòng Chúa và hữu ích cho mọi người. Chúng ta cầu xin Chúa, xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúng ta cầu xin Chúa chữa lành những người đang đau yếu bệnh tật, giang tay đón nhận linh hồn những người đang hấp hối, và đưa về quê trời các linh hồn ông bà, cha mẹ, họ hàng, thân nhân và ân nhân của chúng con, và các linh hồn đã xin cầu nguyện trong thánh lễ này.
Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương nhậm lời chúng con cầu nguyện và xin giúp chúng con sẵn sàng loan báo tin mừng cho mọi người ở mọi nơi để chúng con hoàn tất bổn phận mình trong tương quan với Thiên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết phụng thờ Chúa tại bàn thánh này với tâm hồn tự do của con cái Chúa, để những mầu nhiệm chúng con đang cử hành đem lại cho chúng con nguồn ơn thanh tẩy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng Cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con.
Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình vào máu Đức Kitô, được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn Hội Thánh trong Đức Mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám mục Kevin, hai Đức Giám mục Timoteo, Thomas và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse Bạn Thanh Sạch, Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ, Thánh Columban và toàn thể các Thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các Ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo lời Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp. Chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng Cha. Chúng ta hãy cúi đầu chúc bình an cho nhau. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho những ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Lạy Đức Chúa Giêsu,
Con tin thật Chúa ngự trong bí tích thánh thể. Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao rước Chúa vào linh hồn con. Nhưng vì bây giờ con không thể rước Chúa được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng. Chẳng khác gì như con được rước Chúa thật. Con xin đón nhận Chúa, cùng kết hợp làm một với Chúa cho tròn. Xin Chúa đừng để con xa Chúa bao giờ. Amen.
nên tan cho đời thắp sáng, như chút muối men cho tình bên thắm, như tiếng ru êm cho đời nóng ấm, cho tươi vui nụ cười. Trong lúc chúng ta đang là thắp nến thì con xin thông báo luôn. Thứ nhất là cùng với Đức cha Thành và Đức cha Tổng, Đức cha Chi Linh của Huế, chúng ta biết ở Việt Nam, ở miền Trung đang là bị lũ lụt, cho nên ba cái rổ ở trên này sẽ đón nhận tất cả những cái tấm lòng của quý ông bà và anh chị em để gửi đến cho các nạn nhân xấu số ở miền Trung trong cái dịp hurricane này. Rồi phía bên ngoài đằng sau xa mới có mấy cái kẹo Tutsi đó, những cái rổ đó thì chúng ta giúp cho các em khuyết tật qua cái chương trình của hội Night of Columbus, để biết như vậy cho nó rõ ràng. Ai muốn giúp cho bão tố thì chúng ta có ba cái rổ ở trên này, còn ai muốn giúp cho các em mà khuyết tật thì ở phía bên ngoài do hội Night of Columbus. Và tuần tới thì chúng ta mới có cái chương trình thu tiền lần thứ hai cho khánh nhật truyền giáo thay vì tuần này, bởi vì chuyện urgency. Lý do ngày hôm nay chúng ta thấy lễ nó cũng hơi ngắn là bởi vì chúng ta dành cái giờ đó để đọc 10 kinh lần hạt mân côi. Trong tờ Hiệp Thông cũng có đăng lên cái câu chuyện thánh nữ Teresa thành Avila mà chúng ta mừng ngày lễ ngày 15 tháng 10 vừa qua đó. Ta viết trong một tác phẩm như sau. Một hôm lúc bắt đầu lần hạt mân côi, con bỗng được ơn xuất thần và trông thấy chốn luyện ngục. Cứ hình dung một khu vực mênh mông, bọc kín, trong đó các linh hồn phải chịu cực hình giữa các ngọn lửa thanh luyện. Ngay khi kinh kính mừng đầu tiên vừa đọc lên, con bỗng trông thấy tức khắc một luồng nước mát được dội xuống các linh hồn. Cứ thế, tiếp tục đến kinh kính mừng thứ hai, rồi thứ ba, rồi thứ tư. Thánh nữ Teresa thành Avila liền hiểu rằng chàng kinh mân côi quả có sức mạnh lớn lao, hoa dịu và giải thoát các linh hồn ra khỏi chốn luyện hình. Và kể từ ngày đó, thánh nữ Teresa Avila không bao giờ sao lãng trong việc lần hạt mân côi. Và cái thông báo cuối cùng trước khi chúng ta kết thúc thánh lễ đọc kinh mân côi là có một cái chương trình nó gọi là Clever Care. Cái company họ đang ở tới đây để giúp cho tất cả những ai mà đang có Medicare, nhất là những người lớn tuổi. Chúng ta muốn tìm hiểu không những chỉ có Tây y, thuốc Tây mà thôi, mà cũng có một cái thuốc Đông y nữa. Những ai có những cái quyền lợi của cái Medicare, nhất là đối với người Á Châu, rất là thích hợp với người Á Châu của chúng ta, thì chúng ta có thể tới ba cái bàn ở chỗ này đây, thì có họ cũng gửi đến quý vị những cái món quà và cũng như tất cả những cái information về cái chương trình đông y của cái hãng đó. Xin mọi người chúng ta cùng đứng để kết thúc thánh lễ. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa vừa gọi chúng con tới bàn tiệc nước trời và ban dồi dào sức sống mới. Xin Chúa phù trợ chúng con trong cuộc sống hàng ngày và dạy chúng con biết tìm kiếm những hồng ân vĩnh cửu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa. Trong tháng mân côi, chúng ta hướng về Đức Trinh Nữ Maria để dâng lên Ngài một chục kinh mân côi ngày hôm nay, và chúng ta tiếp tục đọc kinh mân côi tại nhà, tại gia đình, bởi vì mân côi chính là vũ khí chống lại quân thù.
và ma quỷ cám dỗ và giúp các linh hồn. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Lạy mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, mẹ đồng trinh, đoàn con chung tiếng hát, chung tâm lòng dâng đời sống. Lạy mẹ Maria, mẹ nhân ái, mẹ hiền vinh, mẹ chính là nữ vương, là trạng sư, là mẹ con. Chúng ta dâng cao cái nến lên để giác cụ thực. Con dâng mẹ đầy tâm hồn, đầy trí khôn. Ca dĩ vãng, ca hiện tại với tương lai. Đức Thiên Toàn, con cương quyết con đi tới. Hướng lên mẹ là gương mẫu của đời con. Lạy mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, mẹ đồng trinh, đoàn con chung tiếng hát, chung tâm lòng dâng đời sống. Chúng ta dâng cao lên dâng đời sống của chúng con. Lạy mẹ Maria, mẹ nhân ái, mẹ hiền vinh, chính là nữ vương, là trạng sư, là mẹ con. Nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúng ta có thể thổi nến và bỏ vào trong các cái rổ chung quanh để chúng ta có thể sử dụng vào những tuần kế tiếp trong tháng Mân Côi này. Và một lần nữa, Intensive Care ở phía bên tay trái của quý vị, các cái bàn ở đây để trả lời những thắc mắc của mọi người.